a 19-year-old outsourcing studio, is responsible for turning concepts of AAA games into reality for world top game developers and publishers. Classic respects diversity, looks for integrity and modesty, encourages all members to support each other, and aims for efficiency. The Wall of Honor Award is the highest honor we can ever give, and is to be given to a small group of people who, in our opinion, have contributed the most to the company over the years, have been with us through good and bad times. Tiên khi vào công ty anh có hỏi một cái chị, anh hỏi chị ở đây có tuyển lập trình viên không, thì chị nói không. Thế là quay ra đi về, thì lúc đó có chị Đức chị đi ra, có quay vô cú mắt tay của chị làm mình dính công ty 20 mấy năm. Anh không có nhớ lắm, anh chỉ nhớ cái khúc mà anh ngồi lên cái ghế rồi sau đó rồi chị Thủy tới hỏi thăm anh, lần producer đầu tiên luôn. Cái xuất phát điểm của anh luôn vô Classic này là vị trí artist. Trước khi sau khi học xong rồi vô làm luôn. Cho nên cái ngày đầu tiên thì vô thì gặp anh Kha training các kiểu gì đó, rồi vô rồi ngồi dập máy rồi quậy rồi gì đó thì mới vô làm. Đó là xuất phát điểm của artist, cho nên nó rất là cơ bản, nó không có đột phá, nó đột biến, nó có bự quá. Cũng khá lâu rồi, từ lúc mới ra trường thì bắt đầu vào Morgan Interactive là tiền thân của Classic, có lẽ là năm 1995. Rồi sau đó là tiếp tục với Classic 1999, một khoảng thời gian rất là dài. My first days was long times ago that I don't want to remind me about that because like it was so long ago. So, but it's really nice because like at that time I was my first day at Classic was my first day at university. So it's really a big impression for me that and a good chance for me to join the company. And yeah, I love my job, I love my company, and then I work since then until now for so long. Cái tâm trạng khi mà mình vô á, có nghĩa là mình được là thành viên của công ty, mình thấy là rất là tự hào, tại vì trước đó là mình đã qua trải qua một số cái tech, mình rất là lo lắng, nhưng khi được nhận vào thì vui lắm, không biết là hàng như thế nào. Kiểu giống như là ngày đầu tiên đi học vậy đó, cũng hồi hộp rồi cũng vô rồi coi mọi người sao, rồi nhìn nó xung quanh làm quen với lại mọi người này nọ. Hồi xưa là mình cáu lên mình hay gáu lắm, bây giờ mình cũng phải dần dần một chút xíu, đấy là cái thay đổi lớn nhất, mà bớt một chút xíu nóng tính lại, đó là cái thay đổi lớn nhất. Đó. Mà làm gì mình cứ nghĩ mình dính tường rồi, không lẽ mình la lớn quá nó kịp. Anh nghĩ không có gì ngoài cái bên dưới. Còn có thêm một cái nữa, nó khẳng định với anh em đây với tất cả mọi người được rồi. Nếu mà chúng ta làm, tất cả những công việc chúng ta làm đều được công ty hay là tất cả mọi người ghi nhận, cho dù đó là nó mọi người làm thầm lặng hay là nổi trội hay gì thì đều được ghi nhận. Vinh dự lắm chứ em, 350 phải không, nhân viên tự nhiên mình lọt sổ trong đó, nhân vật chính mạnh trên tường đó, và nhân vật lắm luôn đó. Chưa kể được có cái áo riêng của mình treo trong cái tủ rồi, không hiểu không? Nhìn cái mình đã được ghi danh vào một cái nơi được ghi nhận cái những cái thành quả, những cái mà mình nỗ lực thì rất cảm giác rất là vinh dự. I believe it's part of the essence of the Wall of Honor. It's a reward for the contribution that you gave to the company, and if you're becoming a different person after that, then there is something wrong. Actually, like me, I want to ask about like more positive stuff. Like you feel happier, you feel like. Of course, you're happy, and it's a very rewarding
happy, and it's a great honor to be recognized among the 600 short list of employees and former employees. But I believe it's who you were that contributed. I don't think you are becoming a different person. Sẽ đến một lúc nào đó, một người nào đó phải nghĩ rằng là không sớm thì muộn, nếu mình làm được tốt nhất cái công việc của mình cũng sẽ lên tường. Ok, đó là cái chuyện tự nhiên. Nếu mà bạn làm tốt nhất cái công việc của mình thì sẽ lên tường thôi. Cho nên là không nói là phấn đấu, anh bảo thực sự không cần để phấn đấu, tại vì nó phải là một cái đường dài cơ, nó phải là một cái thói quen, nó thực sự nó là tốt rất là dài, thì cái chuyện đương nhiên là bạn sẽ đạt được cái đó. Chứ không phải là mình cố gắng 1 năm, 2 năm, 3 năm để ngày mai đến cái đợt bầu đó mới kia nó bầu mình, cái đó không có. Có một điều là mình cảm nhận được đó là mình còn phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa để mà mình phát huy hết, mình tiếp tục cống hiến để mình làm được cho tất cả các thế hệ sau có thể nhìn vào đó. Nếu như mình cảm giác như mình đang là một cái tấm gương, mình đang và mình cần phải nỗ lực hơn nữa, thì nó vừa vinh dự và vừa cũng